Thưa tất cả quý vị, chương trình biểu diễn nghệ thuật Tết yêu thương và phát quà từ thiện mừng xuân mới năm 2024 xin phép được bắt đầu. Người dẫn chương trình MC Lý Triệu Dân hân hoan chào đón tất cả quý vị, chúng ta cùng đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật và phát quà từ thiện với chủ đề Tết yêu thương. Lời đầu tiên, Triệu Dân xin phép thay mặt cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng với những người thực hiện chương trình, các văn nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh xin phép gửi tới tất cả quý vị đến tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật và phát quà với lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng như. Như vậy là chúng ta đang ở ngày mùng 6 Tết, là những ngày đầu của năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024. Và cùng với đồng bào cả nước thì mùa xuân bây giờ đang về trên quê hương Việt Nam. Thì huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long của chúng ta thì bà con cũng đang náo nức và rộn ràng để chào đón xuân mới. Khi mà chúng ta có dịp chào đón xuân mới thì chúng ta lại nghĩ về năm 2023, một năm mà phải nói là Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm của chúng ta cùng đồng hành với bà con vượt qua rất là nhiều thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đang ở những ngày đầu năm mới thì chúng ta lại tiếp tục hy vọng và đặt niềm tin vào ở tương lai. Và chính vì vậy mà trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới này, khi mà bà con về tại nhà nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long để chào đón một chương trình biểu diễn nghệ thuật thì ở đó chúng ta đang cũng có rất là nhiều niềm hy vọng với ước mơ là năm 2024 sẽ là một năm thịnh vượng trên quê nhà. Và thưa quý vị, trước thêm năm mới, Triệu Dân thay mặt cho những người thực hiện chương trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long mến chúc cho toàn thể bà con của chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa tất cả quý vị, và trong năm mới này thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long làm một công việc mà Triệu Dân nghĩ rằng là vô cùng là ý nghĩa, đó là anh mang những phần quà là những bao gạo nè, rồi những sản phẩm khác để trao tặng cho bà con với mong muốn là tấm lòng của anh lan tỏa đến với tất cả bà con của quê nhà. Và một điều đặc biệt nữa là trong chương trình từ thiện ngày hôm nay, anh còn có một món quà mà Triệu Dân nghĩ rằng rất là đặc biệt, đó là một món quà nghệ thuật khi mà chúng ta đang ở ngày đầu năm mới để chúng ta cùng vui với nhau. Và trong ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy và rất nhiều các ca sĩ khác. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một chương trình nghệ thuật vô cùng là đặc biệt, phải không ạ? Giờ đây chúng ta cùng nhau dành thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta bước vào chương trình biểu diễn nghệ thuật sáng năm nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một ca khúc, đó là ca khúc được mang tên Năm Mới May Mắn. Và với ca khúc này chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình diễn của một nam ca sĩ. Phải nói là năm 2023 là một năm cũng rất là thành công với anh chàng này, và anh cũng chính là cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long luôn. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón ngôi sao trẻ được yêu mến, đó là Trương Vinh. Con cảm ơn Trương Vinh. Dạ, con xin chào bà con ạ. Bà con ơi, cho em chàng pháo tay được không? Vỗ tay, vỗ tay. Trời ơi, đất này đông vui quá nhiên. Đầu tiên thì chúng biết thì là cũng như là Trương Vinh xin gửi tới bà con có mặt tại đây, chúc bà con sẽ có một năm mới thật là bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn sẽ tới nha. Vỗ tay thật lớn cho nhau có được không ạ? Thì con ơi, dạ, thì một cái bài hát Tết này á là tựa đề là Năm Mới May Mắn, thì em cũng quay ở dưới Vũng Liêm của mình luôn đó, quay ở chợ Vũng Liêm nè, rồi cái chòi lá của em nè, rồi cái mặt đập gạch sóc nữa đó, mà chọn vía là cũng được rất là nhiều người ủng hộ, và đặc biệt là bà con ở dưới Vũng Liêm của mình ạ. Dạ, lên nhạc giùm em nha, năm mới may mắn nha. Dạ, nhạc lên thì mình lên xin lỗi có được không ạ? Năm mới may mắn nha bà con. Cùng nhau chúc chúc tất cả bà mẹ cha, cùng hai người cùng đi chúc chúc hát ca sớm ca mừng lành. Cùng bà nghe qua những tấm phao hè, may mắn 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 mắn
thì nó mới không mới mà cũ đâu cũ. Và để lên nhạc lại hát thử cái bài gì nha.